Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một món, đó là món củ su xào thịt ba rọi. Để làm món củ su xào thịt ba rọi thì gồm có củ su này là 1,5 kg, thịt ba rọi này 300 g, một chút hành lá, kèm theo đó mới là gia vị. Ba rọi thái mỏng, củ su gọt vỏ, gọt hết phần vỏ ở ngoài. Sau đó xắt sợi lại, xắt miếng cũng to to đừng nhỏ quá. Hành lá cắt khúc, bắt chảo lên bếp cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng cho tỏi vào phi thơm. Khi tỏi vàng mình cho thịt vào. Nêm vào một chút xíu muối, khoảng nửa muỗng canh muối, nửa muỗng bột ngọt, 2 muỗng đường, chút xíu nước mắm, khoảng 1 muỗng canh nước mắm. Đảo cho thịt chín và thấm gia vị. Thịt chín rồi mình cho củ su vào. Mình đổ đảo đều lên cho củ su chín. Nắp đậy lại. Tại vì củ su nó lâu chín lắm, phải đậy nắp vậy đó cho có hơi, đặng cho củ su mau chín. Kiểm tra coi á, su của mình chín chưa. Chừng nào mà su ở trong lại là gần chín rồi đó. Nêm nếm để cho vừa ăn. Nêm nếm thì các bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Rồi sau đó đậy nắp khoảng chừng 2-3 phút nữa cho củ su của mình. Bây giờ là củ su của mình đã chín rồi đó. Su nó trong, nó mềm. Khi củ su đã trong và mềm vậy là đã chín rồi đó. Cuối cùng là cho hành vào. Mình tắt lửa. Vậy là mình đã làm xong món củ su xào với thịt ba rọi. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món củ su xào thịt ba rọi. Cái này ăn với nước mắm chua ngọt nha. Củ su xào thịt đó, ba rọi này rất là ngọt, ăn rất là ngon và hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem video, hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn.